bấy giờ do thần lực của phật do pháp như vậy mười phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ước na do tha thế giới sáu thứ chấn động đó là đông vọt thì tây lặn tây vọt thì đông lặn nam vọt thì bắc lặn bắc vọt thì nam lặn mé vọt thì giữa lặn giữa vọt thì mé lặn mười tám tướng động đó là động biến động đẳng biến động khởi biến khởi đẳng biến khởi dũng biến dũng đẳng biến dũng chấn biến chấn đẳng biến chấn hống biến hống đẳng biến hống kích biến kích đẳng biến kích trời mưa xuống tất cả mây hoa đẹp hơn các cõi trời, tất cả mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương, mây tràng hoa, mây hương thoa, mây đổ trang nghiêm, mây đại quang minh ma ni báu, mây các Bồ Tát tán thán, mây bất khả thuyết thân Bồ Tát đều khác biệt, mưa mây thành chánh giáp, Mây nghiêm tịnh thế giới không nghĩ bàn, mưa xuống mây âm thanh lời nói của Như Lai, đầy khắp vô biên thế giới như bốn thiên hạ này thần lực như lai thị hiện như vậy khiến cho các bồ tát đều đại hoan hỉ khắp cùng mười phương tất cả thế giới cũng đều như vậy bấy giờ mười phương đều qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi tám mươi bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi phật đều có các như lai nhiều như số hạt bụi tám mươi bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi phật đều đồng danh hiệu là phổ hiền đều hiện ra ở trước mà nói rằng lành thay phật tử đó là nhờ oai lực của phật tùy thuận pháp tánh diễn nói pháp như lai xuất hiện không nghĩ bàn phật tử chúng tôi mười phương chư phật đồng danh hiệu nhiều như số hạt bụi tám mươi bất khả thuyết na do tha cõi phật đều nói pháp này như chỗ tôi nói tất cả chư phật mười phương thế giới cũng nói như vậy Phật tử, nay trong hội này, các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đắc được tam muội tất cả Bồ Tát thần thông, chúng tôi đều thọ ký cho họ, một đời nữa sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Số chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chúng tôi cũng thọ ký cho họ, ở đời vị lai trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật đều được thành phật đều đồng hiệu là phật thù thắng cảnh giới chúng tôi vì khiến cho các bồ tát vị lai được nghe pháp này đều cùng hộ trì như chỗ độ chúng sinh bốn thiên hạ này mười phương trăm ngàn ức na do tha vô số vô lượng cho đến chỗ độ chúng sinh trong tất cả thế giới bất khả thuyết bất khả thuyết pháp giới hư không giới cũng đều như vậy bấy giờ do oai thần lực của mười phương chư phật do nguyện lực xưa của tỳ lô giá na do pháp như vậy do sức căn lành do như lai khởi trí chẳng vượt một niệm do như lai ứng duyên chẳng lỗi thời do tùy thời giác ngộ các bồ tát do những gì đã làm thủa xưa không thất hoại do khiến cho đắc được hạnh phổ hiền rộng lớn do hiển hiện nhất thiết trí tự tại mười phương đều trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi phật đều có các bồ tát nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi phật đều đến chỗ này đầy khắp mười phương tất cả pháp giới